À, đối diện B05 đó chính là căn B04 anh chị ạ, là một căn khóc một ngủ với diện tích là 48m đúng không ạ. View căn này đẹp rồi. Ban công này. View của căn này thì nhìn thẳng sang khu quảng trường của BIM. Quảng trường này là cũng diễn ra rất nhiều hoạt động, đặc biệt vào 30 tháng 4 hoặc lễ Tết ấy, rất là sôi động ạ. Chủ tư mời DJ này đúng không ạ? Còn đối diện là cái khu căn hộ khách sạn tòa A của dự án. Trước mặt là vịnh Hạ Long và đảo Tuần Châu đúng không ạ? Những cái nét độc đáo riêng của căn B04 ạ, căn góc một ngủ diện tích là 48m. Anh chị liên hệ với Tuấn nhé, qua Zalo 096, qua Zalo 0943 421766 để Tuấn có thể gửi mặt bằng chi tiết hơn nhé.